could be us. So back to what I was saying. Could be us. Nữ ca sĩ bị mất 300 triệu đồng khi ghé chợ mua đồ, tôi và chồng ám ảnh luôn. Nữ ca sĩ khiến nhiều người bất ngờ với chia sẻ của mình. Mới đây, nữ ca sĩ Phạm Thanh Thảo đã trở thành khách mời trong chương trình Cuộc Sống Mỹ của danh hài Thúy Nga. Tại đây, nữ ca sĩ nổi tiếng một thời đã trải lòng về cuộc sống nơi quê người sau nhiều năm, có đủ thuận lợi lẫn biến cố. Phạm Thanh Thảo cho biết trước đây cô từng là một tín đồ hàng hiệu, sẵn sàng chi nhiều tiền để sở hữu các món hàng đắt đỏ. Nữ ca sĩ cũng trải lòng về sự cố mất tài sản với giá trị lớn do chính thói quen mua sắm đồ hiệu của mình. Phạm Thanh Thảo cho biết, cách đây một năm cô cùng chồng sang bang Cali, Mỹ để du lịch và mua sắm. Tại đây, nữ ca sĩ đã xuống tay mua các mặt hàng với tổng giá trị khoảng 300 triệu đồng. Sau khi mua đồ, vợ chồng nữ ca sĩ đã ghé chợ để mua ít đồ nhưng đã gặp sự cố bị trộm đập kính xe, lấy đi toàn bộ tài sản trong đó. Thảo vào chợ có vài phút, xe nhà đậu chỗ có nhiều camera, buôn bán sầm uất. Vậy mà lúc mua đồ xong đi ra xe, mở cửa xe ra, chồng phát hiện mất hết đồ, trộm đập vỡ hết kính xe và lấy hết mọi thứ. Hai vợ chồng hoang mang và ám ảnh luôn. Sau lần đó, vợ chồng phải lên mạng đặt mua online tất cả đống đồ bị mất cắp chứ không dám đi mua sắm nữa. Phạm Thanh Thảo cho biết trong thời gian sống tại Mỹ, cô trải qua nhiều câu chuyện buồn vui, nhưng đúc kết lại, nữ ca sĩ nhận ra rằng hạnh phúc của mình phải do mình tự tạo ra, phải tối giản những thứ khiến mình bực bội, không vui, tới số không thì càng tốt. Phạm Thanh Thảo được biết đến là nữ ca sĩ, diễn viên rất được yêu thích vào giai đoạn những năm 2000. Thời điểm đó, Phạm Thanh Thảo nổi tiếng với nhiều bản hit như Chữ Hiếu Chữ Tình, Đến Sau Một Người, Hạnh Phúc Đến Từ Anh, nữ ca sĩ được biết đến với giọng hát ngọt ngào, trong trẻo và phong cách nữ tính. Năm 2015, Phạm Thanh Thảo kết hôn và sang nước ngoài sinh sống. Hiện tại, nữ ca sĩ đã có cho mình hai cậu con trai và hạnh phúc bên người chồng doanh nhân. Sau khi lập gia đình, Phạm Thanh Thảo không có quá nhiều hoạt động âm nhạc nổi bật. Gần đây, nữ ca sĩ gây chú ý khi xuất hiện trên một số sân khấu ca nhạc tại Việt Nam.